Khách hàng nói gì sau khi nâng mũi tại bệnh viện thẩm mỹ Kangoo? Tại bệnh viện thẩm mỹ Kangoo thì chị thấy chất lượng dịch vụ ở đây như thế nào? Ở đây thì các bác sĩ cũng rất là tận tình nè, tư vấn từ đầu đến cuối cặn kẽ, chia sẻ các công nghệ cho mình nè. Rồi các bạn hậu phẫu cũng rất là tốt, cũng luôn hỏi thăm. Ở bên gan u của mình rất là hay như thế này nè. Ví dụ như là mình đi làm mình bận quá, mình không có nhớ cái lịch đúng không? Thì bạn sẽ nhắn trước cho mình mấy ngày luôn. Wow. Nói chung là chăm sóc rất là chu đáo. I think everyone here is phenomenal. I think it's amazing and the service is great. The hospital is clean, which is very important. My surgery process was really great. They made me feel comfortable. I really enjoyed my experience. Sự tư vấn rất là tận tình. Chị chưa có cảm thấy là hài lòng ở đâu bằng ở đây. Nếu mà cho đánh giá thì chị sẽ cho 10 sao luôn chứ không phải là 5 sao. Chị chỉ thích một điều là khi chị trao cái niềm tin cho bác sĩ thì bác sĩ cho lại chị cái nét đẹp và chị cảm ơn bệnh viện của mình rất là. Đến Kangoo nâng mũi để xinh đẹp và tự tin hơn.